Vâng, chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh. Video ngày hôm nay Đỗ Tĩnh sẽ chia sẻ cho mọi người một tác phẩm tranh Vinh Quy Bái Tổ bằng chất liệu khảm bằng chất liệu ốc đỏ Singapore và trên nền chất liệu gỗ gụ ta Quảng Bình cũ. Và bức tranh này là một trong những bức tranh Vinh Quy Bái Tổ hiện tại là một trong top những bức tranh đẹp nhất Việt Nam mọi người. Thì bây giờ bức tranh này có những cái điều gì đặc biệt thì xin mời mọi người cùng theo dõi đoạn video này nhé. Bức tranh Vinh Quy Bái Tổ này thì có kích thước là 2m55 và chiều cao là 1m07. Đó. Và phần khung này, riêng phần bo khung này thì được làm bản rộng là 11 và chiều dày là 5 phân rưỡi, và tấm nền này là tấm dày 3 phân đậu. Đó. Một tấm gỗ gụ cũ, gụ Quảng Bình cũ, dày đậu phá 3 phân đậu. Và đây là tranh một khung, tranh một khung. Đó, một bức tranh khảm một khung thì sẽ giá trị hơn là hai khung nếu mà cùng kích thước. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi cùng vào những cái phần bo viền xung quanh, đó là phần khảm. Mà xung quanh những cái điểm lên những cái khung như thế này thì đây là một cái hình tượng bát biểu, một trong những hình tượng bát biểu là quả bầu. Đấy, một trong 8 binh khí. Tiếp theo thì bức tranh này là những cái phần góc này được điểm những cái hạt chấu bằng những nguyên liệu ốc hồng. Đấy. Đấy, hồng tím tía. Đấy. Xanh hồng tím tía. Đó. Điểm tiếp theo đó là hình tượng 4 cây tứ quý. Đấy. Đấy, được điểm 4 ô trên và dưới. Thì đây là hình tượng đây này. Đây là một cây tùng hạc, thiên thu bạch hạc thọ vô cương, vạn cổ thanh tùng suốt bất não, ngàn năm cánh hạc trắng vẫn còn đó, và vạn năm thì cây tùng vẫn trường tồn, mặc dù sống trên núi cao nhưng vẫn mãnh liệt. Và tiếp theo đến đây là một phân đoạn giữa cây tứ quý, là tiếp tục là một dải hạt chấu. Mọi người có thể nhìn thấy cái đường nét kỹ thuật ngay từ phần ở bên ngoài này đều rất là khảm, rất là kỹ và tỉ mỉ. Đó. Phần bên ngoài nhưng mà những nguyên liệu ốc cũng rất là đẹp, rất là sáng màu. Đó. Tiếp đến thì cái khung bên tay phải này hướng nhìn vào thì là một hình tượng cây kiếm phong thủy, cũng là một trong 8 binh khí trong bộ bát biểu. Đó, bộ binh khí bát biểu phong thủy. Đó. Tiếp theo ở phần ngoài khung này thì được điểm đó là hình tượng cây trúc. Đó, trúc trích, trúc thể hiện cho giai nhân, cho đứng quân tử. Quý vị nhìn này, mặc dù là khảm ở cạnh bo viền ngoài ở phần khung để điểm nhưng mà chất ốc rất là phẳng phiu, chất ốc rất là chất lượng nhé, màu sắc thì màu rất là đẹp. Đấy. Tuy nhiên thì phần chính thì sẽ nguyên liệu sẽ xuất sắc hơn. Tiếp theo đây là hệ thống bo góc để làm những cái đường chuyện góc và kéo dài những cái đường chỉ. Đấy, kéo dài những cái đường chỉ. Đó. Để làm xóa đi những cái góc chết. Đấy. Như ngoài này cũng là để làm xóa đi những cái góc chết này. Khi mình điểm vào thì nhìn cái phần góc nó sẽ sinh động hơn. Đó. Sinh động hơn này. Đó. Bằng những nguyên liệu ốc hồng tím tía, ốc xanh. Đấy. Ốc xanh có màu hồng hồng. Và đều là những nguyên liệu ốc nhập sinh, rất là chất lượng nhé.
Đây, một bức tranh vinh quy bái tổ thì tất nhiên là phải có bốn chữ vinh quy bái tổ. Đấy, một bức tranh mà khi mà một người trạng nguyên, một người con đi thi cử và đỗ trạng nguyên, thì nhà vua theo phong tục xưa thì nhà vua sẽ cho từ kinh thành này, từ kinh thành để về rước, về để báo hiếu với lại ông bà, đi qua cánh cổng, đi qua cây cầu, một cây cầu đá được trải thảm gỗ, và đi qua cây đa đầu làng này, qua chợ, qua khu chợ này, và bố mẹ thì đang đón, và ông bà thì ở phía xa xa, cô dù dì và các cháu thì đang dọn sân, đang rất là mừng. Còn phía xa xa này là ngôi làng của gia đình Trạng Nguyên. Đấy. Về phần kỹ thuật, ngay từ đầu bức tranh này rất là đầy đủ, được khảm là kinh thành này. Đấy. Rồi phía xa xa đây một bức tranh, đây có thể nói nếu mà chia ra một bức tranh bình thường thì có thể khảm được một cái phòng này á, có thể khảm được một cái bức tranh. Đấy. Một cái bức tranh đây, quý vị hãy nhìn thấy những cái tảng đá núi này. Đấy. Được những miếng ốc được cắt ra và được tỉa như kiểu là một cái kinh thành được xây dựng bằng những cái viên đá. Đấy, phía trên này thì có những cái cây cờ quốc hiệu, rồi xa xa là khu trong kinh thành. Đó. Rất là phong thủy nhá. Phía xa xa kinh thành thì lại có những dãy núi mập mờ, trên này thì có những ngôi chùa. Đó, ngôi chùa rất là nhỏ, khá rất tỉ mỉ này. Đó. Đấy, thì tạo cho một cái độ sâu ở cái khu vực này. Đó. Đấy, được điểm là những cái cây cỏ phối màu, những cái cây cỏ, những cái miếng ốc xanh như thế này vào những cái miếng ốc đỏ lửa vàng chanh, xanh thiên lý. Nhìn bức tranh nó rất là nghệ thuật nhá, nó cực kỳ là nghệ thuật. Xong tiếp đến là phía xa xa điểm thêm và lại gần những cái con đường, một con đường đi từ kinh thành đi kinh thành về. Trên này cũng không bên này là tả làm những cái mô đất để tả, bên này là những cái đồng ruộng để đi qua những cái kinh thành này, và trên này là cũng điểm những cái bông lá, những cái cây cỏ. Đó. Xa xa thì mình lại có tiếp tục người nghệ nhân lại điểm vào đây một cái cây đa để làm cho một cái bức tranh này sinh động nhá. Quý vị nhìn thấy này, từ phần gốc rễ này đều rất là chi tiết, rồi toàn những miếng ốc bằng hai ngón tay này, những cái dây ốc rất là dài, rất là giá trị, và điểm những cái cây cỏ xanh miết, và những vảy những cái rêu cỏ mọc xanh, mốc xanh ở trên những cái tảng núi, tảng đá như thế này. Đấy. Bên này thì có những cái đường, làm những cái đường về những ngôi làng khác. Còn đây là binh lính và quan. Đó. Đây quý vị này. Đây là quan nhá, Trạng Nguyên. Đấy. Sau này khi đỗ Trạng Nguyên và thành danh thì bắt đầu là vua cho phép về thăm bố mẹ, ông bà, tổ tiên để cúng bái. Và mình báo hiếu, gọi là báo hiếu cho các bậc bề trên nhá. Đây quý vị thể nhìn này, Trạng Nguyên thì đi một với một chú ngựa rất là dũng mãnh, với miếng sắc trắng như này, đây mọi người thấy này. Sắc trắng. Còn đây là con ngựa, đây con ngựa bạch, còn bên này là những con ngựa thường. Đấy, những binh lính và những người đi để bảo vệ và đưa
các vị người con có hiếu về với quê hương. Đấy, trên này có cờ này, trên cờ thì có chữ Thọ và những cái đường dây khải và cũng được cắt để phối màu rất là đẹp. Đấy, mọi người thì thấy là tà áo này, mũ quan đều được xen nặng nhé, hay là những con ngựa đều được cắt tả một con ngựa trông rất là thật. Đấy, những cái bạnh bắp đùi của ngựa này, rồi những cái đây này quý vị nhìn này, rồi móng vuốt đều rất là trông rất là thật nhá. Đó, ở trong bức tranh này thì không thể thiếu được nó là kèn trống. Đó, kèn trống để đi về nàng, để báo hiệu cho muôn nàng rằng vị quan này đã về và chuẩn bị báo hiếu gia đình. Thì bên này là chợ này, và tiếp đến thì phải đi qua một cái cây cầu cũng được xây bằng đá, và đây là những cái nền gỗ ngày xưa thì thường làm bằng gỗ lim. Đó, ở gần Đỗ Tĩnh có một cây cầu cổ, cây cầu Ngói Hạ Anh, cũng những cái nền này cũng đều được làm bằng gỗ lim, và cây cầu hiện tại đang có độ tuổi là 600 năm. Đấy, thì mọi người có thể qua đây và có thể đi, bất kỳ một vị khách nào khi mà xuống với làng nghề Hải Minh ấy, làng nghề Hải Minh ấy thì đều sẽ trông thấy cái cây cầu ngói cổ đó. Đấy, thì đây quý vị thì nhìn thấy những miếng ốc to ba ngón tay một để làm những cái tảng núi đó. Miếng ốc càng to càng giá trị, thì miếng những cái thỏi núi nó càng khi lại gần nhìn thì rất thô, nhưng mà khi ở xa ấy, thì nhìn nó sẽ cảm giác quả núi nó không bị rối. Đó, nhìn nó sẽ rất là khôn. Đấy, những viên đá trông nó rất là đậy đà. Đó, đấy, quý vị nhìn thấy này, vô vàn những cái cây cỏ, những cái hốc của cây đa đầu làng. Đây là chợ. Đấy, mấy cái sạp chợ đó, được làm bằng những cái cây luồng. Rồi chỗ này thì bán bánh này, bán hoa quả này, ở đây thì bán chè này, đó, chè để giải nhiệt này. Rồi tiếp đến là dưới này là cạnh cổng làng nhá. Cổng làng thì đang có bố mẹ của Trạng Nguyên ra đón. Đó, mình nhìn này, râu tóc là đầy đủ này. Đó, rồi các gọi cũng có tuổi rồi, bố mẹ thì cũng có tuổi, bắt đầu là cầm những cái cây cái ô và những cái gậy ba tong, những cái gậy ba tong để chờ vui mừng, chờ con. Ở bên đây thì có các em hay là các cháu gì đó. Thì ở dưới này thì còn có một cái khung cảnh nữa rất là đẹp, đó là cái giếng làng. Giếng làng thì cũng bên trong này được xếp gạch, bên ngoài được trang trí bằng những viên đá này. Đó, trên này là cây tiêu, cây chuối. Đó, bên này có cả những cái khóm tre, những khóm cỏ, khóm tre. Bên đầu làng này thì cổng làng thì bên cạnh cổng làng thì có những cái cây để điểm vào nhìn cho nó sinh động hơn, đó là những cây liễu. Đó, xa này thì có các cụ này, là các ông của Trạng Nguyên này, cụ ông và cụ bà và cô dì và các cháu đang dọn quét lá, quét sân. Đó, thì xa nữa thì đấy là khung cảnh làng quê, nơi mà nơi sinh ra, nơi chôn rau cắt rốn của Trạng Nguyên. Đấy, cũng đều được người nghệ nhân tả rất là chi tiết và đầy đủ nhé. Trong cái chòi này thì có cả ấm trà này, nơi để văn tự này. Đấy, nền gạch rất là đẹp, miêu tả những cái bậc lên xuống. Như vậy thì Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh vừa mới
chia sẻ thêm cho mọi người thêm một cái kiến tác này. Và mọi người cần biết thêm thông tin chi tiết gì, có thể kết bạn Zalo theo số hotline hoặc là gọi điện trực tiếp đến số hotline thì chia sẻ thêm cho mọi người nhé. Vì để mà tư vấn sâu hơn ở trong một cái đoạn video như này thì rất là khó. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.